Chúng ta đến với trận đấu đầu tiên ở trong trận đấu thứ hai, và đây là Pamidan và nhóm tuyển thủ Mạnh Hào. Vâng, Baby, đội bạn đó là hai Babylon, còn đội bạn xấu hơn trận này dành cho các thành viên của bên phía team Hà Nội rồi. Hào là người cầm Pan, vâng, Chip Boy cầm Minoan, Pan Min, và đối đầu với hai Babylon tất nhiên là quân của bên mình. Vâng, quân bên mình là đẹp hơn nhưng chưa biết như nào, bởi vì các bạn đã biết U Chiến Đá nó cũng những trận 14 kích cơ. Egypt không chỉ là một trận mà đôi trận luôn cho mát. Vâng, quan trọng là bài. Vâng, quan trọng là bài. Vâng, anh em like cho Chibo nhớ. Vâng, like cho cả hai anh em, trong đó có cả em. Ban kích 8, vẫn có thể là kích 8 nhưng sẽ chỉ là kích 2 thôi. Rồi, rất nhiều like, cảm ơn anh em rất nhiều. Em cho thêm một cái buồn nữa. Em cho thêm một cái mặt buồn nữa. Kèo đấu 2-2 giữa game thủ Chiboy và game thủ Mạnh Hào đối đầu với Velum và Sinh Tử vẫn đang diễn ra với một thế trận mà bên mình cảm giác như là đang đánh hơn, hay hơn ở thời điểm hiện tại. Vâng, like cho Kami nào, cảm ơn anh Huy Sino nhé. Like là like fanpage anh em nhé, không phải là like cái bài ghim ở dưới đâu. Vâng, like fanpage không phải là like cái bài ghim ở dưới đâu, cảm ơn anh em nhé. Rồi, 11-16, bây giờ đã được đá về. Vâng, một trận đấu mà nhân tố quan trọng tất nhiên rằng là Pan trong tay của Mạnh Hào, còn nếu như Chibo đến sớm thì đánh chém cũng được. Thế là đánh ở một kèo đấu đỉnh cao thì ở trong map lan thì cung gần như không phải đóng một vai trò quan trọng lắm. Nó sẽ chỉ đóng vai trò là bắn phù thủy và cầm chủ lực về sau thôi. Khoảng thời gian đầu tiên mà bị vâng chém, mà vâng bị chém sớm, vâng bị ví dụ các bạn cầm cung mà bị dò cầm dao đầy đủ chọc mất 5-6 dân làng đà đến kịp bo nhà là hoảng rồi, đã thấy hoảng rồi. Nói chung là tôi có cảm giác đánh ở map lan này thì vâng cung không quan trọng bằng chém. Đặc biệt là các bạn cứ cầm Pan Pùng, mấy quân mà có bánh xe mà kiểu đến sớm như Pan Sen hay là Yamato thì vâng rất đau đầu cho đội bạn. Đây là hai voi dành cho Mạnh Hào, thiếu mất một bãi quả phụ trong trận đấu này. Tối lô gì? Vâng, tối thì em sẽ phán lô cho mọi người, yên tâm anh em nhá. Vâng, ngày hôm nay dạo gần đây em phán vâng cái mục tiêu cái thành tích của em đã đạt được, đó là phán lô 4 hôm chúng 4 hôm thông, trong đó có 2 hôm về cả cặp. Đấy. Vâng, chưa phán hôm nào về được đề, chắc là hôm nay phán là khả năng là về đề luôn. Anh em nào nếu như muốn vâng một phát cả đủ tiền nghỉ hưu luôn thì các bạn có thể làm khoảng 1000 điểm đề. Vâng, tỷ lệ dường như là 1 ăn 70. Và tỷ lệ trúng của nó dường như là 1%. Đó là cũng hên xui thôi. Ăn thì sẽ là ăn được vâng, 70 lần. Nhưng mà cái tỷ lệ trúng của nó thì chỉ là 1% thôi, 1/100. 19/20, bài Pan đang không thực sự là quá đẹp, không có quả phụ trong trận đấu này, vâng không đẹp lắm. Trong khi đây là hình máy tới từ người cầm Minoan, và con voi đang đi đâu đây? Dường như là một tình huống cô voi lỗi đến từ cái người chú bò. Vâng, còn rất nhiều máu, cứ từ từ. Lại quay đầu. Vâng, phút thứ 10 mới có 100 thực, 500 gỗ. Tôi đang cảm giác rằng là Chibon đang đánh khá giống với Hải Mario. Cái hôm tôi nhìn là ông Hải, vâng, hôm test là Facebook ông đánh kịch đời trong 2000 gỗ, không hiểu kiểu gì.
Rồi đây là máy của game thủ Mạnh Hào. Timeline đang là 19. Một bài mà bên mình yếu đấy. Khá là yếu. Vâng, mình em không để delay nhé mọi người. Không hề để delay một tí nào. 11 giây 15. Ở trên này là 10 giây 51. Facebook nó bị chậm một chút xíu đấy. Vâng, chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu này. Theo thông tin báo về là vâng, như vậy là bầu 8 lên ngang với game thủ Chiboy. Như vậy là đây là một trận đấu mà cả hai bên đều có một ông học rất thuộc bài vâng, bài thơ Bếp Lửa của Bằng Việt. Vâng, bé lên 3 cháu đã quen mùi khói. Giò công giáp đến vẫn đang lửa bập bùng. Vâng, tôi đọc bài thơ đấy thì không biết phải không. Nghe vâng máng máng thế. Như vậy đánh thẳng công A. Và trận đấu này thì có lẽ rằng là Mạnh Hào sẽ là người cần phải vâng, Mạnh Hào là người cần phải cân đôi. Phía bên kia thì cũng sẽ có một ông cần phải cân đôi khi mà dường như màu 8 của Xuân Thứ thì không lên đời. Và người cân đôi đó là game thủ Vlove. Cố gắng đỡ nha, có gỗ này. Tăng BL thứ hai rồi game thủ Mạnh Hào. Vâng, như vậy là có hốc tới từ Xuân Thứ. Thứ vẫn đang đời 2 thôi. Nhưng Thứ cùng mình nhà càng. Cháu lên 3 cháu đã quen mùi khói rồi. Vâng, hốc đã có dành cho game thủ Xuân Thứ. Và Chiboy thì có hốc chưa? Vâng, cháu gần có hốc rồi. Cháu, vâng, cháu có hốc trong trận này rồi. Vâng, cháu trước một mảng dân. Tham lai là 19. Không làm gì được. Và Mạnh Hào cũng không làm gì được. Nhưng mà mặc dù Xuân Thứ lên đời rất muộn, nhưng mà Xuân Thứ đã chui ốc. Và tỷ số là 1-0 trong CI. Vâng, một bài mà Xuân Thứ và Chiboy học rất thuộc bài vâng, bài thơ Bếp Lửa. Nhưng mà vấn đề là bếp lửa của Thứ là bếp lửa kín, còn bếp lửa của Chiboy là bếp lửa vâng giữa trời. Vâng, bị một cơn gió nhẹ cái là chết ngay. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo.